báo Nga chắc chắn Trung Quốc sẽ đặt tên lửa trên đảo nhân tạo ở Biển Đông. Quý thính giả thân mến, Trung Quốc bố trí các tiền đồn trên hòn đảo và rạn san hô, kể cả trên các đảo nhân tạo mà họ xây dựng phi pháp cách xa bờ biển Trung Quốc. Hiện nay đây là loạt trạm radar, nhưng sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện các tên lửa đánh chặn. Tình hình diễn biến rất đáng lo ngại. Ở đây nói về việc chia sẻ lại vùng ảnh hưởng, giáo sư Nga nhận định. Theo Sputnik, trong những ngày gần đây, lãnh đạo của một số quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra những tuyên bố về tình hình an ninh khu vực. Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Philippines đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo họ, tự do hàng hải là nền tảng cho sự thịnh vượng và hòa bình trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh nước này bác bỏ cái gọi là đường chính đoạn phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Bộ trưởng Tư pháp Philippines nói thêm rằng, nước ông có thể nói lại quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc có thể xây dựng phi pháp một trạm radar trên bãi cạn Scarborough. Trả lời phỏng vấn của hãng Sputnik, nhà chính trị học Nga, giáo sư tiến sĩ Vladimir Kalatov, là viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, bình luận về vấn đề này như sau. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh về địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ đã bước vào giai đoạn mới. Điều đáng chú ý là các ông lãnh đạo mà chúng tôi vừa nói ở trên đều là đại diện của các nước có căn cứ quân sự Mỹ hoặc thuộc ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ đang tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ Nhật Bản đến Australia. Còn Trung Quốc bố trí các tiền đồn trên các hòn đảo và rạn san hô, kể cả trên các đảo nhân tạo mà họ xây dựng cách xa bờ biển Trung Quốc. Hiện nay đây là loạt trạm radar, nhưng sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện các tên lửa đánh chặn. Tình hình diễn biến rất đáng lo ngại. Ở đây nói về việc chia sẻ lại vùng ảnh hưởng. Theo giáo sư Kalatov, đáng tiếc trong tình hình hiện nay, các nước ASEAN biểu hiện sự yếu kém trong chính sách của mình. Họ cố gắng tổ chức những cuộc đàm phán song phương, một số nước với Trung Quốc, những nước khác với Mỹ, có cả những nước đang đàm phán với cả hai cường quốc. Đã từ lâu Trung Quốc khuyến nghị rằng các thành viên ASEAN nên giải quyết các tranh chấp bằng định dạng song phương. Bây giờ cả chính quyền ông Trump cũng nghiêng về phía đàm phán song phương sau khi từ bỏ bất kỳ sơ đồ khối và ngay cả dự án TPP được coi là con đẻ của chính quyền cũ. Washington bắt đầu gây sức ép với từng nước ASEAN riêng rẽ. Trong điều kiện này, không có khả năng khiến các nước khác quan tâm về quyền lợi của các thành viên hiệp hội. Họ ở thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc. Giáo sư Kalatov tin chắc rằng, điều duy nhất có thể mang lại những thay đổi tích cực cho ASEAN là phương châm của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã qua thử thách của lịch sử. Đoàn kết, đại đoàn kết. Chỉ có sự đoàn kết của các nước trong khu vực, đặc biệt các thành viên ASEAN, một mặt trận thống nhất đối phó với những tham vọng của cả Trung Quốc và Mỹ, mới có thể giúp các nước này ngăn chặn kịch bản nguy hiểm, đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đông, hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Nếu không có sự đoàn kết thì trong tương lai, Trung Quốc và Mỹ sẽ chỉ đơn giản xé lẻ bản đồ chính trị của ASEAN, bởi vì hai cường quốc này thường giải quyết các vấn đề của mình trên lưng của các quốc gia bé nhỏ. Trung Quốc thản nhiên không có thứ gì như đảo nhân tạo ở Biển Đông. Quý thính giả thân mến, ngày 30 tháng 3, bất chấp thực tế hiển nhiên, cả thế giới chứng kiến việc Trung Quốc bồi lấp xây đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc thản nhiên tuyên bố. Không có thứ gì như đảo nhân tạo ở Biển Đông, Reuters cho biết. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Gu Qian đã ngang ngược biện minh cho các công trình quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Wu Qian thản nhiên nói đó là công trình dân sự và khẳng định Trung Quốc có quyền việc làm này. Không có thứ gì như đảo nhân tạo, hầu hết các công trình vì mục đích dân sự, bao gồm cả công trình phòng thủ cần thiết. Bị truy vấn về tuyên bố không có thứ gì như đảo nhân tạo, Wu từ chối trả lời và nói Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin và lý giải về những công trình được xây dựng bất hợp pháp trên Biển Đông. Kế hoạch của Trung Quốc bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự ở các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông gần như đã hoàn tất. Bắc Kinh có thể triển khai máy bay quân sự bất cứ lúc nào tại Trường Sa. Đó là nhận định của cơ quan tham vấn chiến lược Mỹ sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, một bộ phận của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Washington, công bố hôm ngày 27 tháng 3. Tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Bắc Kinh đã xây dựng xong 3 căn cứ quân sự ở Trường Sa và 1 căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm Hoàng Sa ở phía Biển Đông. 4 tiền đồn này với các đường băng và hệ thống radar cho phép chiến đấu cơ Trung Quốc hoạt động bao trùm toàn bộ Biển Đông. Từ một năm qua, Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 ở đảo Phú Lâm và ít nhất một lần điều tên lửa chống hạm ra đảo này.
Vệ tinh còn phát hiện các cơ sở có mái che đóng mở ở ba đảo nhân tạo Chữ Thập, Subi và Vành Khăn nhằm bảo vệ các dàn tên lửa di động. Đá Chữ Thập còn có cơ sở đủ lớn để chứa 24 máy bay quân sự, 3 máy bay cỡ lớn, kể cả máy bay ném bom. Theo Reuters, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông. Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết các thiết bị quân sự mà nước này đặt ở Biển Đông chỉ nhằm mục đích bảo vệ tự do hàng hải. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 30 tháng 3, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin về việc Trung Quốc sắp hoàn thành các công trình quân sự lớn trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ông Bình trả lời câu hỏi của phóng viên: "Chúng tôi cho rằng các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm và không có hành động làm phức tạp tình hình cũng như đe dọa đến hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông." Ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chuyên gia Gordon Gay John nhận định, tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh càng lúc càng tăng lên và Mỹ khó tránh một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Tạp chí Mỹ Forbes kết luận Trung Quốc sẽ phải bị chặn lại ở nơi nào đó. Nơi đó chính là Scarborough và bây giờ là lúc phải hành động. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã thừa nhận, chúng tôi không thể ngăn chặn được những việc làm của Trung Quốc khi nói về kế hoạch của Trung Quốc xây dựng một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Scarborough tại Biển Đông. Bãi cạn Scarborough chỉ là một tập hợp những bãi đá chỉ nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống. Tuy nhiên, theo tạp chí Post của Mỹ, thực thể này là nơi mà Mỹ và cộng đồng quốc tế phải vạch ra những giới hạn để có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chặn đứng tham vọng của Trung Quốc. Tuần trước, tờ báo Hải Nam Nhật Báo đã dẫn lời Tiêu Kiệt, bí thư thành ủy của cái gọi là Tam Sa nói rằng trong năm nay, Trung Quốc có kế hoạch chuẩn bị xây dựng các trạm quan trắc trên 6 thực thể ở Biển Đông, gồm 5 trạm ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép và một trên bãi cạn Scarborough. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 124 hải lý, nhưng lại cách đất liền gần nhất của Trung Quốc là đảo Hải Nam tới 550 hải lý. Trung Quốc xâm chiếm Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012, dùng các tàu lao lên chiếm bãi cạn này và đuổi ngư dân Philippines đi. Nay Bắc Kinh đã cho phép ngư dân Philippines quay lại đánh cá, nhưng duy trì việc kiểm soát khu vực. Thái độ có vẻ hào hiệp này của Bắc Kinh tại Scarborough rõ ràng do phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay hôm ngày 12 tháng 7 2016. Tòa án chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã tuyên bố Bắc Kinh vi phạm quyền đánh cá truyền thống của Philippines xung quanh Scarborough. Thêm nữa, Tòa án La Hay dù không quyết định về vấn đề chủ quyền nhưng đã tuyên vô hiệu yêu sách chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc, không chỉ tại Scarborough mà còn hầu như trên toàn bộ Biển Đông. Bản đồ do Trung Quốc tự vẽ ra với đường lưỡi bò chín đoạn ngang ngược bao trùm lên 85% vùng biển chiến lược này và Bắc Kinh duy trì đòi hỏi chủ quyền các thực thể địa lý, trong đó kể cả Scarborough. Phán quyết của tòa trọng tài khẳng định vùng biển xung quanh Scarborough không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc. EEZ là vùng biển cách thềm lục địa của một quốc gia từ 12 đến 200 hải lý, là nơi trước đó có đặc quyền đánh cá và khai thác tài nguyên. Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa xâm chiếm vĩnh viễn bãi cạn Scarborough với việc đổ cát và xi măng, bồi đắp phi pháp như họ đã làm trên nhiều bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Việc xây dựng một trạm quan trắc trên bãi cạn Scarborough dưới cái nhìn của các nhà phân tích quân sự có thể là cúp dạo đầu cho yêu sách chủ quyền phi pháp với toàn bộ thực thể này. Tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 3 2016 đã cảnh cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng nếu bồi đắp bãi cạn Scarborough. Trước cảnh báo này, Bắc Kinh đành cho rút đi các tàu nạo vét cá. Bài báo trên tờ Hải Nam Nhật Báo cho thấy, với sự ra đi của ông Barack Obama, Bắc Kinh đang thử dò xét phản ứng của tân Tổng thống Donald Trump về vấn đề này. Vấn đề Scarborough mang tính chiến lược. Hồi tháng 6 2012, ông Obama đã yêu cầu cả Trung Quốc lẫn Philippines rút các tàu khỏi khu vực bãi cạn nói trên, nhưng chỉ có Manila nghe theo, khiến Bắc Kinh sau đó kiểm soát được toàn bộ thực thể. Washington đã quyết định không phản ứng trước việc Trung Quốc chiếm Scarborough, cho rằng vấn đề này không đáng để đối đầu. Đó là một sai lầm và ít lâu sau đã thấy ngay. Một số thành phần hiểu chiến nhất trong hệ thống chính trị Trung Quốc sau khi thấy hành động đê nẹt có kết quả lại càng leo thang thêm. Trong nhiều tháng sau khi chiếm được Scarborough, Bắc Kinh nhanh chóng gia tăng các vụ xâm nhập quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông, bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền nhưng đang do Nhật Bản quản lý. Đồng thời Bắc Kinh còn tăng cường áp lực không cho Philippines tiếp cận bãi cỏ mây tại quần đảo Trường Sa.
Thế giới quan sát nếu Trung Quốc chiếm hẳn Scarborough, nước này có thể thống trị Biển Đông. Ông Antonio Capio, chuyên gia tư pháp Philippines mới đây khẳng định, một trạm radar đặt trên Scarborough sẽ giúp hoàn chỉnh ngay lập tức hệ thống radar Trung Quốc bao trùm lên toàn bộ Biển Đông. Bắc Kinh nhờ đó có thể áp dụng vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Và đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nếu không có nước nào phản ứng trước yêu sách này, Trung Quốc hầu như chắc chắn gây áp lực được với Nhật Bản phải trả lại đảo Okinawa và phần còn lại của chuỗi đảo Ryukyu. Các định chế nhà nước Trung Quốc được báo chí chính thức hỗ trợ đã từng kêu gọi Bắc Kinh lên tiếng đòi hỏi chủ quyền tại các hòn đảo chiến lược này của Nhật Bản. Chuyên gia Gordon Trey Chan nhận định, tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh càng lúc càng tăng lên. Tuy vậy, người Mỹ dường như đã quên mất bài học quan trọng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ để cho nước Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột chỉ vì cá và vài hòn đá. Một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ đã nói với báo Washington Post như thế. Vào thời điểm Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough, không cho phép các đồng minh mà chúng tôi có ký hiệp ước hộ tương kéo chúng tôi vào tình thế tranh chấp các đảng ngầm là điều mà tôi nghĩ là khá đồng thuận. Mỹ qua phát biểu trên cho thấy Washington không muốn thực hiện hiệp ước an ninh với Philippines, nhưng theo ông Trang, không thể kéo được một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Washington chỉ hoãn cuộc xung đột được một thời gian, Bắc Kinh sẽ không dừng lại cho tới khi nào bị chặn đứng. Báo Nga cảnh báo Trung Quốc rút ngắn khoảng cách sức mạnh quân sự với phương Tây. Quý tín giả thân mến, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chiếm 1/3 châu Á. Trung Quốc đã có thể tự nghiên cứu phát triển và sản xuất các trang bị quân sự quan trọng, đã rút ngắn lớn khoảng cách với phương Tây về hải không quân. Tờ Kommersant Nga ngày 15 tháng 2 cho hay, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS Anh ngày 14 tháng 2 đưa ra một báo cáo đánh giá về sức mạnh quân sự của các nước trên thế giới năm 2017. Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước lớn, chủ yếu của phương Tây, đặc biệt là về hải quân và không quân. Tác giả báo cáo chỉ ra số lượng mối đe dọa an ninh trên thế giới năm 2016 cần được các nhà chính trị quan tâm hoàn toàn không giảm, nhiều nước hơn muốn sử dụng sức mạnh quân sự khi hoàn thành mục tiêu của mình. Hơn nữa, cân bằng quân sự đang tiếp tục nghiêng về châu Á. Báo cáo cho biết chi tiêu quốc phòng của châu Á giai đoạn 2012 đến năm 2016 tăng trưởng hàng năm từ 5 đến 6%, trong khi đó chi tiêu toàn cầu năm 2016 đã giảm 0,4%. Trong kim ngạch chi tiêu quốc phòng, châu Á năm 2013 đã đẩy châu Âu khỏi vị trí thứ hai thế giới. Chi tiêu cho vũ khí của các nước châu Á trong năm 2016 gấp 1,3 lần các nước châu Âu. Về chi tiêu quân sự, Mỹ dẫn trước xa với 604 tỷ đô la Mỹ, thứ hai là Trung Quốc với 145 tỷ đô la Mỹ, thứ ba là Nga với 58,9 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo đặc biệt chỉ ra ưu thế quân sự của phương Tây bị thách thức nghiêm trọng hơn, Trung Quốc đang từng bước cân bằng với phương Tây. Vì vậy, tác giả báo cáo đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với tiềm lực ngày càng tăng lên của Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu trang bị của Liên Xô hoặc Nga. Đến nay, Trung Quốc rõ ràng tập trung vào tự nghiên cứu phát triển và sản xuất trong các lĩnh vực quan trọng then chốt. Ngân sách quân sự của Trung Quốc gấp 1,8 lần so với Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại, chiếm 1/3 tổng chi tiêu quân sự của các nước châu Á. Trung Quốc đặc biệt thành công trong lĩnh vực không quân và hải quân. Trung Quốc bắt đầu chế tạo 3 tàu khu trục tên lửa cỡ lớn Trident-055. Trong khi đó, 5 chiếc trong số 14 tàu khu trục tên lửa mới nhất Trident-052D đã được biên chế, còn có 8 chiếc sẽ biên chế trong các năm 2017-2018. Căn cứ vào báo cáo này, năm 2016, Trung Quốc bắt đầu trang bị tên lửa không đối không BL-10 phiên bản cải tiến. Tên lửa này chỉ có tên lửa của các nước lớn quân sự trên thế giới là có thể so sánh. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh còn quan tâm đến thông tin Trung Quốc nghiên cứu phát triển tên lửa không đối không mới nhất với tầm phóng đạt 300 km. Tờ Nhật báo Trung Quốc cuối tháng 1 cho hay Trung Quốc có khả năng đang thử nghiệm một loại tên lửa không đối không tầm xa mới. Trước đó, trên trang quân sự Trung Quốc đã công khai một bức ảnh cho thấy máy bay chiến đấu Trident-11 lắp một loại tên lửa còn chưa rõ. Trung Quốc lĩnh đòn hồi mã thương do OF Hàn Quốc. Quý tín giả thân mến, những gón đòn trừng phạt kinh tế và văn hóa mà Trung Quốc tuôn ra nhằm trả đũa Hàn Quốc vì đã để cho Washington bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc đã có dấu hiệu phản tác dụng. Trang mạng Zibada của cộng đồng người Hoa hải ngoại đã trích dẫn một khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN tại Hàn Quốc cho thấy Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong vị thế quốc gia bị người dân Hàn Quốc ghét nhất, chỉ thua Triều Tiên. Trên một thang điểm với điểm 10 dành cho nước được coi là thân thiện nhất, bản khảo sát công bố hôm ngày 20 tháng 3 của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN đã nêu bật sự kiện
là điểm của Trung Quốc đã tụt giảm nghiêm trọng, từ 5 điểm năm 2016 đã giảm xuống còn 3,21. Đáng chú ý hơn cả là điểm của Trung Quốc còn rơi xuống mức thấp hơn cả điểm số của Nhật Bản, vẫn duy trì ở mức 3,33. Song song với điểm số của Trung Quốc, điểm ưu ái của người Hàn Quốc dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sụt giảm, từ 4,25 vào tháng 1 2017 đã giảm xuống còn 3,01 điểm trong tháng 3. Đây là mức giảm lớn nhất của ông Tập Cận Bình kể từ tháng 7 2013. Điều này cũng tương phản rõ rệt với năm 2014 khi mối quan hệ của Hàn Quốc-Trung Quốc đạt đến đỉnh cao và Chủ tịch Trung Quốc đạt được hơn 5 điểm, bám sát điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Điểm an ủi duy nhất đối với ông Tập Cận Bình là điểm của ông vẫn cao hơn điểm của Thủ tướng Nhật Bản Abe. Đối với các chuyên gia phân tích, sở dĩ người dân Hàn Quốc quay sang ghét Trung Quốc nhiều hơn, đó chính là thái độ thô bạo của Bắc Kinh đã tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Hàn Quốc để phản đối việc Mỹ bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc nhằm giúp Seoul đối phó với Triều Tiên. Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc cho đến nay chủ yếu nhắm vào các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm và thực phẩm, các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, tour du lịch và các cửa hàng bán lẻ do các doanh nghiệp Hàn Quốc điều hành, đặc biệt là của tập đoàn Lotte, vốn đã đồng ý cung cấp đất cho việc lắp đặt lá chắn chống tên lửa của Mỹ. Thậm chí Bắc Kinh còn kích động quần chúng tẩy chay sản phẩm và cửa hiệu Hàn Quốc tại Trung Quốc. Theo nhật báo Hàn Quốc Korea Tribune ngày 27 tháng 3 năm 2017, Trung Quốc cho đến lúc này đã cố tránh đụng đến nhiều mặt hàng nhập từ Hàn Quốc rất cần cho nền công nghiệp của họ. Hầu hết thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế Trung Quốc, Trung Quốc cũng có vẻ đang cố gắng tránh không vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế một cách thô bạo, vì điều này sẽ cản trở nỗ lực của Bắc Kinh trong việc được Mỹ và các quốc gia tiên tiến cho hưởng quy chế của một nền kinh tế thị trường. Sau khi Hàn Quốc có động thái yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xác định xem liệu có biện pháp của Trung Quốc nhắm vào Hàn Quốc có trái với quy định của WTO hay không, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm ngày 23 tháng 3 đã vội lên tiếng cho biết Trung Quốc rất trân trọng quan hệ thương mại với Hàn Quốc và các quy tắc của WTO. Dù sao thì trước mắt, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các bán thành phần và thiết bị sản xuất từ Hàn Quốc đã khiến cho các nhà quan sát cho rằng những nỗ lực của Bắc Kinh dùng kinh tế thương mại để gây sức ép trên vấn đề an ninh của Seoul sẽ thất bại. Nhật báo South China Morning Post ngày 23 tháng 3 đã phân tích việc Trung Quốc có những biện pháp trừng phạt không chính thức nhắm vào Hàn Quốc và trích dẫn một số chuyên gia cho rằng việc khuyến khích tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc sẽ không ngăn được Seoul cho Mỹ triển khai lá chắn, mà chỉ làm quan hệ kinh tế hai bên xấu đi thôi. Giới quan sát ghi nhận là Bắc Kinh thật ra chưa có thông báo chính thức mà áp đặt ngầm biện pháp trừng phạt. Có điều đối với họ, những biện pháp đưa ra như để cho truyền thông vận động tẩy chay hàng hóa sẽ không hiệu quả do việc chính Trung Quốc dựa vào linh kiện điện tử Hàn Quốc cho nền công nghiệp của mình. Dĩ nhiên một số người ở Trung Quốc đã nghe theo vận động và tẩy chay hàng hóa hay dịch vụ Hàn Quốc, du lịch Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến đi thăm bị hủy bỏ, chuyến bay đến Hàn Quốc bị giảm. Nhưng dù thế, khả năng trừng phạt của Bắc Kinh đối với Seoul cũng giới hạn. Lý do là hàng tiêu dùng Hàn Quốc, những mặt hàng dễ tẩy chay, chỉ chiếm 5% hàng sản xuất sang Trung Quốc. Phần còn lại là nguyên liệu, linh kiện, trang thiết bị phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất của Trung Quốc. SCMP đã trích dẫn ông Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế vùng châu Á-Thái Bình Dương của HHS Global Insight, cho biết Hàn Quốc là nguồn quan trọng xuất linh kiện điện tử sang Trung Quốc. Theo ông thì 1/4 khối lượng mạng IC, linh kiện chủ yếu cho truyền hình và điện thoại di động là được nhập từ Hàn Quốc. Andrew Kelholm, nhà phân tích của cơ quan tư vấn Control Grace, ghi nhận là Trung Quốc đứng sau các vụ sách nhiễu ngầm một số công ty Hàn Quốc, nhưng việc tẩy chay, sách nhiễu công ty không làm giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc vào Hàn Quốc trong một số lĩnh vực, vì các công ty Trung Quốc cần sự hợp tác về mặt công nghệ với công ty Hàn Quốc để hoàn tất mục tiêu nâng cấp công nghệ của mình. Theo ghi nhận của SCMP, trao đổi thương mại hai bên đang gia tăng, xuất khẩu Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 28,7% trong tháng 2 vừa qua so với cùng thời kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất từ năm 2010. Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc đánh giá, nếu bị Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt không chính thức thì cùng lắm kinh tế Hàn Quốc sẽ bị thua lỗ 14,76 tỷ đô la Mỹ, nói cách khác là 1,07% GDP. Giới phân tích còn đánh giá việc Bắc Kinh tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc chỉ đẩy thêm Seoul vào vòng tay của Washington. Như để minh chứng cho điều này, cuộc khảo sát dư luận Hàn Quốc của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN tại Hàn Quốc hôm ngày 20 tháng 3 đã cho thấy là liên quan đến việc Mỹ bố trí hệ thống lá chắn tên lửa THAAD ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2016. Tỷ lệ người ủng hộ và người chống cân bằng nhau, 46,3% ủng hộ và 45,7% chống.
Thế nhưng sang tháng 3, 2017, số người ủng hộ triển khai Tha Ad đã tăng vọt lên thành 50,6%, trong lúc đó số chống giảm xuống còn 37,9%. Thậm chí Trung Quốc còn sẽ làm cho quan hệ song phương với Hàn Quốc bị đầu độc trong lúc bang giao đã khá lên trong những năm gần đây nhờ thương mại và đầu tư phát triển, cũng như mối căm hận chung đối với Nhật Bản và vấn đề lịch sử. Hai bên cũng cùng mục tiêu muốn Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân quân sự. Theo giáo sư Lee Chun-nam thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á trường Đại học Hàn Quốc, nếu Trung Quốc đi quá xa trong áp lực kinh tế thì sẽ chỉ làm gia tăng tinh thần ái quốc và dân tộc chủ nghĩa của Hàn Quốc mà thôi, và cũng sẽ làm xấu đi hình ảnh Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn trở thành lãnh đạo ở Đông Bắc Á thì không nên để lại cảm giác tiêu cực như vậy ở các nước láng giềng. Trước đây Bắc Kinh đã sử dụng lá bài dân tộc chủ nghĩa vì những mục tiêu ngoại giao, nhưng phong trào tẩy chay phản đối cũng không kéo dài. Theo ông Kim Mỹ Hoa, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á ở Cát Lâm, Trung Quốc, sát cạnh Triều Tiên, việc người Trung Quốc tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc sẽ tác động rất ít tới nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng có nguy cơ tạo ra sự thù hằn giữa người dân Hàn Quốc bình thường đối với người Trung Quốc. Chuyên gia này còn nêu bật thất bại của việc Trung Quốc trước đây đã từng kích động tinh thần bài Nhật Bản. Trung Quốc cũng đã tẩy chay Nhật Bản vì tranh chấp đảo Điếu Ngư, thế là công ty Nhật đầu tư vào Đông Nam Á, và bây giờ thì số lượng du khách Trung Quốc tham quan Nhật Bản đang tăng lên rất nhiều. Mục tiêu muốn Hàn Quốc dẹp lá chắn chống tên lửa, theo ông Hồ Vĩ Tinh, trưởng khoa chính trị và hành chính công tại Đại học Hồng Kông, cũng khó đạt, vì các áp lực của Trung Quốc về kinh tế trên Hàn Quốc như không thể lay chuyển quyết tâm triển khai Tha Ad của Seoul. Trái lại, theo ông Hồ phân tích, thực tế cho thấy Hàn Quốc càng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai lá chắn Tha Ad. Các bạn vừa theo dõi video Báo Nga chắc chắn Trung Quốc sẽ đặt tên lửa trên đảo nhân tạo ở Biển Đông. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.